Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 29 tháng 8 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 2, 2, 2, 0, 9, 7, 3, 4. Giải 6, các vé tận cùng mang số 4, 2, 1, 5, 6, 2, 6, 1, 5. Giải 5, các vé tận cùng mang số 6148, 4941, 6925, 4965, 2013, 5633. Giải 4, các vé tận cùng mang số 5115, 6049, 2247, 8815. Giải 3, các vé tận cùng mang số 63510, 30427, 57362, 08697, 47477, 09114. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 92910, 68668. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 65446. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 84242. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 2SD, 3SD, 7SD, 8SD, 9SD, 13SD, 15SD, 18SD.